Dạ vâng, Khả Năng Ô Tô xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ Khả Năng Ô Tô Hải Phòng. Em chưa mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả dòng xe qua sử dụng từ 2 đến 16 chỗ. Hiện tại em đang có mặt tại lộ thất ô tô Dương Lượng, địa chỉ là Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng. Anh em đang cho tiến hành bọc một ghế da cái chiếc Kia Morning đời 2010 tên tư nhân biển Hải Phòng này. Nó đang lúc lốp nát mới, đăng kiểm tháng 9 năm 2020, vừa mua được. Em quay luôn để cho mọi người có thể đặt cọc chiếc xe này luôn. Hiện tại thì xe em vẫn còn mộc, còn nguyên. Mua như nào em đăng như thế để cho mọi người có thể biết được bên em sẽ làm gì với một chiếc xe vừa về. Thì bên em sẽ làm những gì để đến tay người sử dụng nó được đẹp hay nó như nào thì em cũng nói luôn chi tiết. Đấy, để cho anh em cùng ngắm này. Hiện tại em đang ở Tiên Lãng nhá. Quê hương em là đất Tiên. Đấy. Đất Tiên tức là Tiên Lãng. Thì ngày hôm nay Khả Năng Ô Tô sẽ giới thiệu cho mọi người một chiếc Kia Morning đời 2010, số sàn động cơ 1.1, xăng ăn tầm 5,5 lít đến 5,8 lít trên 100 km mà thôi, tên tư nhân biển Hải Phòng nhé. Chiếc này thì màu lông chuột cực kỳ đẹp, đăng kiểm tháng 9 năm 2020, đèn đóm sáng trưng, ngon lành hết. Hiện tại thì đã có sức sát tại hai ba đài sốc trước sau. Đây thì em cùng quay luôn cái ba đài sốc trước sau cho anh em cùng ngắm nhé. Đây, ông chủ xe ông ấy phang luôn vào không phải ông quẹt vào bờ tường là bên này đấy. Bên này ông quẹt tiếp vào bờ tường bên này này. Đây. Thế thôi, còn đâu là chẳng có đâm đụng vào đâu hết. Đằng sau đây, đằng sau đây ông ấy xước ở chỗ này. Ông chắc cũng lùi vào đâu một tí đây. Một tí xước rồi anh em nhìn thấy chưa. Đây, vỡ tí cản này, đấy. Đây, bên này nữa. Bên này lại nứt tí cản này. Đấy, em sẽ cho sơn sửa cái cản ba đài sốc trước sau để cho mọi người đến tay sử dụng, mọi người chỉ về việc đi thôi, không cần làm thêm gì nữa. Lưng sport, bản sport rất là đẹp. Lưng sport nhá, anh em nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Đó. Chiếc này bên em bán với giá 144 triệu đồng bao rút hồ sơ cho bà con cô bác. Vậy thì anh chị em nào cảm thấy chiếc Kia Morning đời 2010, số sàn động cơ 1.1 tên tư nhân biển Hải Phòng, đăng kiểm tháng 9 năm 2020, na răng đúc lốp đáp mới, màn hình can nùi đủ cả, màu lông chuột cực kỳ dễ bán và dễ bay này, thì giá nó hợp lý, thì anh em liên hệ em số điện thoại 0326062789. Khả Năng Ô Tô, địa chỉ cầu Tiên Cựu, đường 10, An Lão, Hải Phòng, lối ra vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng ra với quốc lộ 10 nhá. Đó, rất là đẹp, sạch đẹp rồi. Thì em sẽ cùng quay nội ngoại thất của chiếc xe này để cho mọi người phục vụ trước. Còn ngoại thất thì anh em sẽ cho đi tiến hành đi sơn sửa một chút chút thôi. Vậy thì anh em nào đặt cọc liên hệ em số điện thoại 0326062789 để giữ chiếc xe này nhé. Gầm bệ chắc lịch, em vừa mới mua xong mà em đã tự chạy về đây để cùng làm ghế da. Đã xong ghế da rồi thì bên em sẽ chính thức mở bán chiếc này với giá rất ưu đãi, 144 triệu đồng bao rút hồ sơ. Vậy thì anh chị em nào, cô bác nào mà cảm thấy chiếc này nó phù hợp thì anh em liên hệ em số điện thoại 0326062789 nhé. Đó, một chiếc xe mà anh em nhìn đấy, vừa mắt luôn, vừa mắt và yêu luôn. Đó, không quay gần anh em nhìn thấy không sức sát gì thì nó cực kỳ đẹp nhá. Và chỉ cần làm thêm một tí ba đài sốc trước sau màu sơn nữa thôi thì anh em nó long lanh luôn, không có lỗi làm gì hết nhá. Cam kết cả không có đâm đụng nặng mà ngập nước. Có chạm một tí capo ở đầu mép bên kia kìa, đấy tí em sẽ chỉ cho mọi người. Không có ngại gì cả nhá. Đây. Sơn xi căng bóng, nội ngoại thất rất là đẹp, thì em sẽ cùng quay luôn. Để mỗi khi một chiếc xe về thì em cũng quay cái hành trình đi mua xe cũng như là đi đi làm vệ sinh xe để phục vụ mọi người, xi nhan gương đầy đủ hết ấy. Nói chung con này về chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Xăng ăn tầm 5,5 lít trên 100 km. Đấy, sơn xi căng bóng này. Tất cả những đường ngân gờ quanh xe đều và mượt, không có đâm đụng gì. Đây, anh em quẹt một tí tay đèn đây. Đây, quẹt vào bờ tường cái này. Ông này lái mới hay sao ấy. Quẹt vào đây này. Đấy, thì nó hơi xước cái ba đài sốc thôi, bằng nhựa nhá. Đấy. Bắt lại rồi anh em sơn lại là xong thôi. Không cần làm gì thêm, bên em sẽ sơn sửa cho anh em luôn. Đăng kiểm tháng 9 năm 2020. Giá bao rút hồ sơ chỉ có 144 triệu đồng mà thôi anh em nhé. Cực kỳ đẹp này, nó đang đúc này. Kia, ui. Rất là khỏe khoắn, chiếc xe rất là khỏe khoắn luôn. Đó, em đang quay ngoài đường hơi rét một chút anh em. Đây, thì với anh em sẽ phần sau keo chỉ cánh cửa nguyên zin nhé. Đó, anh em nhìn này. Đó, đây là cụm gương kính chỉnh điện. Gương chỉnh điện, kính chỉnh điện hết nhé. Ghế vừa bọc xong. Đây. Vô cùng sạch đẹp. Không cần làm gì thêm, chân nỉ nguyên bản bọc ni lông. Vô lăng bọc da này. Tapi rất là sạch đẹp, giấy tờ vẫn còn vứt trên xe. Tên tư nhân biển Hải Phòng nhá. Màn hình cam nùi đủ cả. Đó, vô cùng sạch đẹp luôn. Đây, ốc bản nề vòi voi anh em nhìn này. Cam kết không đâm đụng một chút nào luôn, không quọ quẹt luôn. Đây. Sơn xi thì căng đét, rửa phát là sạch bóng thôi. Keo chỉ cánh cửa đằng sau cũng zin luôn, anh em nhìn thấy không?
zin cánh cửa đằng sau luôn. Hiện tại đang gãy một cái chốt mở cửa đây. Thì bên em sẽ mua cái chốt mới về nắp cho anh em nhé. Gãy rồi vẫn dùng bình thường nhưng mà nó gãy rồi thì anh em mua mới về. Đấy, chắc trẻ con hay là người lớn thì bẻ gãy rồi. Em sẽ mua cái này mới về lắp cho mọi người nhé. Đâu đó hết hơn trăm bạc, trăm rưỡi cả. Đây, cột kèo nguyên zin hết. Em đã mua thì anh em yên tâm rằng em đã mua kiểm tra xe rất là kỹ. Anh em nào liên hệ trực tiếp liên thoại số điện thoại 0326062759 nè, đinh bấm nhà sản xuất anh em nhìn này. Nguyên zin hết nhá, không mất một phần đinh nào. Bốn cánh em bóc luôn nhá cho mọi người. Chơi kiểu xanh chín luôn nhá. Đây. Bóc luôn. Đây, anh em nhìn thấy chưa? Đó. Không mất một phần đinh nào. Không đâm đụng gì. Xe đẹp, không lỗi, màn hình cam nùi đủ cả. Đấy, ghế da sạch đẹp màu đen. Đây, anh em nhìn này, rất là sạch đẹp luôn. Không lỗi lầm gì nhá, keo chỉ cốp còn nguyên hết. Đó, đồ mở lốp này. Đây, bóc luôn cái này cho anh em cùng ngắm này. Đấy, anh em nhìn thấy chưa, nguyên hết này. Không mất phân đinh nào. Không có đâm đụng, quạ quẹt, chạm gầm mẹ gì chết. Đó. Này. Đây. Sàn không hề mục ngoặt một chút nào anh em nhìn này. Đó, nguyên luôn. Đồ mở lốp thì có công lốp này, có kích lốp hạng sang. Đấy, sàn không hề mục ngoặt sáng trưng. Vô cùng sáng sủa. Đấy. Anh em nhìn thấy mắt sướng luôn. Đây, anh em nhìn này, đinh bấm này. Đấy. Đây, nhìn đi. Nguyên hết nhá, nguyên zin hết nhá. Giá bán 144 triệu đồng. Đã bao rút hồ sơ. Vậy thì anh em nào không thích rút hồ sơ để cái này để đi thì anh em liên hệ em số điện thoại 0326062759 có giá giảm ngay 3 triệu đồng vào giá bán anh em nhé. Đây. Chiếc này anh em nhìn này, mua xe rất là cứng của nhân dân nhé, mua trực tiếp của nhân dân luôn. Vào nhà anh chị to vật vã luôn. Đấy, xe của chị đi tập lái rồi. Giờ chị đã có CRV. Thì chị bán chiếc này cho anh em. Này anh em nhìn này. Nguyên zin hết, nguyên đai nguyên kiện, không mất một phần nào nhé. Đây, đinh bấm này. Mối hàn chập đây. Rồi các loại, anh em thích gọi cái gì thì gọi. Zin đét đẹp. Không mất phân chỉ nào, không mất phân keo cột nào. Đây, ghế da vô cùng sạch đẹp. Rộng rãi, 5 chỗ ngồi. Trần thì nỉ nguyên bản. Bọc chưa bọc linh đông nhưng mà sạch lắm anh em. Dòng này xe gia đình tên tư nhân lâu rồi anh em. Xe gia đình nhé. Đó. Không biết ngày xưa có làm dịch vụ không nhưng mà rất là đẹp. Xe rất là cứng đẹp, gầm bệ chắc lịch luôn. Đó. Ê, nội thất ô tô dương lượng này cho hai chai về anh em vệ sinh đây, vệ sinh ghế da các kiểu con đà điểu đây mới cứng nhá. Đó, Kia cái ung này đó. Gầm bệ chắc lịch, đảm bảo các bác là chắc lụt luôn. Na đang đúc, đăng kiểm tháng 9 năm 2020. À quên, bóc luôn cái cột chưa, bóc đồ đúng không, bóc hết rồi. Như vậy anh em không cần làm gì cả, xi nhan gương này đấy, đầy đủ hết, tất cả các chức năng hoạt động bình thường, điều hòa rét run. Không lỗi lầm nhỏ nào luôn. Giá bán cực kỳ ưu đãi. 144 triệu đồng bao rút hồ sơ. Form sport anh em nhá. Còn những con form không sport thì làm sao đẹp bằng con này được. Màu lông chuột là màu bán chạy của chiếc Kia Morning này. Em sẽ cùng đè lổ chiếc xe này luôn cho bác cùng ngắm nhé. Đây. Đè luôn. Đồng hồ chuẩn 17 vạn 8 này. Đây mới là đồng hồ chuẩn anh em nhé. Đó, đè phát ăn ngay nhá. Đây, anh em nhìn đi. Đó, ngang ti này, màn hình này. Đây, màn hình cam nồi đủ cả. USB, thuyến mại cái USB có thể nhớ nhé, cho anh em cắm và nghe nhạc cho nó bay. Đấy, đít USB, đấy, sáng trưng rồi. Nhạc nhẽo, úi giời. Úi giời, anh Đàm Vĩ Hưng anh ấy hát thì em dính bản quyền ngay. Em phải tắt luôn. Đây anh em này. Có cả đá quý đây, kêu leng keng cả. Đó, đèn chân, đó, anh em nhìn thấy chưa? Vô cùng sạch đẹp nhá. Điều hòa, bật điều hòa luôn. Thề mấy anh em nếu mà điều hòa mà không rét em cho luôn xe luôn, rét buốt buột. Đó, cực kỳ rét luôn, buốt buột luôn. Bật cái đèn này phát xem tình hình nào. Đấy, đèn đóm sáng bóng. Đó, em sẽ cùng cam nùi nhá. Đấy, nét căng luôn. Xem khoang máy nữa là ok thôi. Anh em chuẩn bị dừng giao dịch, nếu anh em nào lỗ cọc phát là dừng giao dịch luôn. Em sẽ sơn về cho các bác, rút hồ sơ về cho các bác, chuyển xe. Xin anh em xuống và chỉ việc lấy xe thôi. Đó, anh em nào cọc liên hệ số điện thoại 0326062759. Khả năng ô tô, uy tín, trách nhiệm toàn thành công. Bên em nói thì chỉ có chuẩn thôi anh em ạ. Đây, máy lổ không hề rung giật một chút nào luôn.
Hiện trạng xe là máy đang xì dí dầu ở đây. Đấy. Dầu ở cái mép cái gì này. Cái gioăng dàn cò này con nào cũng phải làm nhé. Làm gioăng hết 100.000. Để anh em sẽ làm tháo lắp gioăng dàn cò này ra, bôi tí keo vào không ảnh hưởng gì đến máy móc anh em nhé. Bôi keo vào cho nó khô. Thế là xong rồi, máy nổ cực kỳ êm rồi. Không cần làm gì, tai đèn nó đông nguyên hết. Đầu răng này sắt xi nguyên hết nhé. Không mất một phần nào. Bên này cũng vậy. Khuyến mại cái túi bóng để bọc cái cực dương này để nó đỡ chập lên đây thôi. Túi bóng này không lên anh em ạ, cho đây là ngàn cháy lổ tí em vứt ra. Đó anh em nhìn đi, tai đèn tai đung này. Đây có chạm một tí cabo thì em cũng chỉ cho mọi người đây cái trang cabo đây. Mất tí một tí phân mấy phân cabo ở đây thôi. Còn nguyên hết này, còn đâu nguyên hết nhá. Đấy, hơi méo méo tí này, để anh em nhìn thấy chưa? Chắc thục vào cái que cái gậy gì hay là cái gì đằng trước này thôi. Chứ còn zin hết. Đây chỗ này zin này. Đấy anh em nhìn thấy không? Zin hết, chưa chạm vào đầu răng luôn. Chỉ chạm mỗi tí cabo thôi. Không vấn đề gì hết, đầu đít zin hết, coi như là zin hết anh em. Mỗi túi tí này gọi này. 99% là zin chiếc xe này luôn. Đó, giá bán rất là yêu. Chỉ 144 triệu đồng bao rút hồ sơ. Vậy thì anh chị em nào cảm thấy chiếc này nó phù hợp với khuôn tiền 144 triệu? Liên hệ em số điện thoại 032 60 62 759. Cảm ơn tất cả mọi người quan tâm theo dõi clip của em. Xin chào và hẹn gặp lại.